Cơ sở Đỗ Quốc Việt Tuấn xin kính chào anh chị cùng toàn thể quý vị các bạn. Lúc này là 6 giờ chiều tối thứ 6 ngày 14 tháng 5 năm 2021. Và tôi xin được tự giới thiệu, tôi là Tuấn, chủ kênh Đỗ Quốc Việt Tuấn. Và hôm nay cơ sở của chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu gửi tới toàn thể quý vị, tới quý anh chị một chiếc tủ chè cũ tái được làm theo lối cổ, chất liệu bằng gỗ gụ ta Quảng Bình và là chiếc tủ đẹp không đối thủ luôn. Chiếc tủ này thì đã được đơn vị của chúng tôi là hoàn thiện kỹ giấy giáp cũng như là xi sắt đánh trơ vân gỗ theo đúng lối cổ. Và tủ này thì được gọi là tủ sen, bệ đục sen lên, neo đục sen thùng. Hai cánh một bên là khảm cảnh là sen hạc, một bên là khảm cảnh là Hồng Kông. Hàng cực đẳng cấp và đỉnh cao luôn. Tủ này thì có chiều dài là 1m83, nhân chiều sâu 53 và cao là 73. Và sau đây thì tôi sẽ đi vào đường nét chi tiết nhất của chiếc tủ này để cho quý vị cùng xem. Và mọi thông tin chi tiết quý vị có thể vui lòng liên hệ để sở hữu cái tuyệt phẩm đỉnh cao này qua hai số hotline là 0836269999 hoặc qua số Zalo là 0985230888. Và địa chỉ cửa hàng của chúng tôi là ở số nhà 33, đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Đan Phượng, Hà Nội. Và quý vị có thể đến khu Tượng Đài, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội để trực tiếp mục thị sản phẩm này. Và đầu tiên tôi sẽ đi vào cái cánh ở bên này trước, một bên là cảnh khảm cảnh Hồng Kông, một bên là khảm cảnh là sen hạc và được khảm ốc đỏ Singapore, hàng đắt tiền nhất, đẳng cấp nhất. Nó đã thuộc dạng là tủ đẹp không đối thủ rồi thì quý vị phải hiểu là nó đẹp ở cái cỡ nào. Chúng tôi không lỗ nhá, để cùng đi vào đường nét chi tiết cho quý vị cùng xem. Cảnh bên này là cảnh là cánh là khảm cảnh là Hồng Kông cổ, mẫu cổ đấy ạ. Và ốc đây quý vị xem, ốc toàn ốc vàng chanh đỏ lửa, ốc trong vắt luôn đó, ốc trong vắt luôn, được làm theo đúng mẫu lề lối cổ nhá thưa quý vị đó. Và ở ngoài chuyện góc này thì đây được khảm những cái hoa đường giờ dây hoa rất là đẹp luôn, kỹ được khảm cực bé luôn và lét đục rất là bén nhá. Những cái ốc này khi mà đục xuống cái gỗ này nó bén, nó không bị hở ra đó, và được khảm bằng nguyên liệu sơn ta. Và đây ốc thì toàn ốc Singapore đây, tôi quay để cho quý vị xem, hàng mẫu cực đỉnh cao luôn, đúng mẫu cổ. Và đây thì tôi chỉ cho quý vị nguyên liệu, đây là những cái vàng vàng mà vàng vàng kiểu được kiểu lo lo hơi hơi ngà ngà đậm hơn cái này, cái ốc này là đó là tai của con trai đó, tai trai đây, những cái phần này là tai trai, còn tất cả đây đều ốc nhá, ốc nhá. Đây bằng một bài thơ đó. Và đây quý vị xem là đấy, ốc đấy ạ, ốc Singapore đấy ạ, ốc đúng tương đương với tủ gỗ chắc luôn đó, và được nghệ nhân gốc nghề là chế tác ra đây ạ. Các phiến đá này, gốc cây này, các cái lá hồng này được làm theo đúng mẫu cổ luôn. Và đây là bông hoa hồng đấy, ốc này thì khỏi bàn rồi, ốc tương đương tủ chắc là quý vị có thể cảm nhận được là nó khủng như nào rồi. Đó, nó quá đẹp, đây những bông hồng. Và lúc này tôi quay là trời bắt đầu tối rồi, do cửa hàng chính tây, đâm ra là nó hơi khó quay. Và đây là đôi bướm, đôi bướm đây được cắt sen nọng từ các cái lá bướm, à từ các cái cành bướm ra để sen nọng đấy ạ. Đó, và đây là chú công. Đó, chú công thì thân thì là một miếng sắc, đó một miếng sắc vàng của tất cả đây, ốc này, ốc tất này. Đó, và những cái cánh này là sẽ nọng bằng tay trai và hai cái cánh này bằng ốc, cắt theo đúng mẫu cổ nha thưa quý vị, để cho cái hình phối nó lên nó đẹp, chứ không phải là những cái tủ như này không phải là không có tiền mà để mà cắt những cái tay trai như này, mà đúng theo mẫu cổ đó, quý vị phải liên tưởng như thế. Đây nhìn đồ kỹ cái nhận ra luôn. Và hai câu thơ này tôi sẽ xin dịch cho quý vị xem, hai câu thơ, hai câu thơ là một bên là cánh hoa. Đây là tôi dịch luôn cho quý vị hai câu thơ này nhá. Một bên là Minh Nguyệt Hồng Hoa Thảo Vị. Câu thơ bên là Chi Vũ Điệp Dung, dịch là buổi sáng sớm có hoa hồng lở, cành lá rung rinh đang gọi điệp về. Đó, đây là những cái bài thơ tích cổ rất là đẹp luôn. Và chúng ta sẽ bỏ qua cái chiếc cánh này và sang bên chiếc cánh sen hạc này. Nó toàn là hàng khủng luôn, thì tôi sẽ quay thật chi tiết. Chưa bao giờ chúng tôi lên được một cái tủ kinh điển như này. Và đây là toàn cảnh là cảnh một hồ sen. Dưới thì các cái làn chỉ lước lăn tăn. Đó, có một đôi hạc và trên là những đôi có hai câu thơ, cùng với đó là những đàn hạc ở trên, những cái lá cỏ đấy, những con chuồn chuồn. Đó, những chú châu chấu đậu. Và ngoài diềm này cũng được cắt góc này rất là kỹ thuật này. Đó. Và chất ốc thì khỏi bàn rồi thưa quý vị, đây ốc. Quý vị về hiểu nhá. Nếu mà nhìn bằng mắt thường, thì sẽ không thể đánh giá hết được. Nếu mà quý vị không kinh nghiệm, không thể đánh giá hết được cái chất ốc này. Có khi nhìn ở trên video ấy, nó như nhau, nhưng nó đắt gấp đôi, gấp ba lần tiền. Đó, những cái ốc này nguyên liệu thì tôi nói là nó tương đương với tủ chắc rồi, là quý vị phải hiểu là nó mấy chục triệu một lạng ốc này.
Đây ốc đây ạ. Đỏ lửa vàng chanh xanh hoa lý đây. Nó quá đẹp nhá, chứ không phải là ốc Nhật Bản hay ốc Indo. Đó. Và đây là những cái miếng tai chai. Nhìn cái bối cảnh của nó thì quá kỹ luôn. Và trên video thì chúng tôi không thể nói hết được, thì quý vị có thể đến trực tiếp cơ sở chúng tôi. Và đôi chim hạc này là cắt bằng nguyên liệu là xác này, đúng theo mẫu cổ này. Từ những cái mắt con chim hạc đây, được một màu, mỏ một màu. Và thân da thì kỹ thuật cắt tỉa của nghệ nhân không ạ? Đó, người nghệ nhân mới cắt ra được. Và cái đám sen kia, đó một bụi sen kia, từ những cái cây cỏ đây được cắt quá tỉ mỉ luôn. Và quý vị phải hiểu nhá, phải hiểu là những cái mẫu này chúng tôi thì nó quá là hiếm luôn và độc đáo luôn, chứ không phải đơn vị nào cũng có nhá. Và cái thứ hai nữa là đúng cái mẫu như này, như vậy đúng thợ, đúng làm theo lề lối cổ. Đó, phải đúng thợ xưa làm theo lề lối cổ thì nó mới có giá trị nhá, thưa quý vị. Chứ không phải là ai làm cũng được. Đó, và ai cũng giống ai nhá, mỗi người có một cái hoa tay khác nhau, mỗi một người thợ có một cái biệt tài khác nhau, để cho nên là đâm ra nó sẽ không thể giờ giống nhau được. Và đây là đôi câu thơ đây, và quý vị nào mà đúng thực sự là biết về cái chữ Hán, chữ Lôm thì nhìn cái nét chữ này cắt thì phải biết là nó còn đẹp hơn cả chữ mình viết bằng tay. Và tôi dịch ở bên này, bên sen này là một câu là liên hoa kiểm nhị hương huân, bên kia là ba chữ là tự hữu tình, dịch ra là cánh hoa sen mịn màng hương thơm quyến rũ trong thế gian. Và câu này nó ý nói là không loài hoa nào mà đẹp bằng những bông hoa sen. Đó, tinh khiết, rất đẹp. Đôi cánh này thì nó cực kỳ là giá trị. Và tôi cũng nhấn mạnh luôn là cái đôi cánh này, một đôi cánh này tiền khảm thôi, nó còn bằng gấp, mua tiền phải bằng gấp 2 lần một chiếc tủ thông thường nhé, thưa quý vị. Đó, nó không phải đơn giản một chút nào. Và khi mà cái tủ này nó độc đáo thì nó độc đáo tất luôn. Và đây, cái leo này nữa đây, tôi quay để cho quý vị xem cái leo. Đây, leo sen này thì cực kỳ là đỉnh cao luôn. Và tôi cũng nhấn mạnh nhá, một bộ leo tủ này mà có bác thợ nào mà đục được như này, có tay nghề cao và đục được như này, thì tôi cũng xin giả luôn nhá, tôi cũng xin giả luôn 30-40 triệu để đục công với tôi. Những cái này tại vì có rất nhiều khách đặt đấy, cho nên là để nói như vậy nào quý vị có thể hiểu là cái tủ đẳng cấp ở cái mức nào. Và đây tôi quay đây ạ. Đây là cái gót. Đây là quý vị cảm nhận là một cái bó sen. Đó, ở cái gốc sen đây thì những cái thân cây sen và được bó những cái dải lụa và những cái lá cỏ đấy ạ. Được đục quá đẹp luôn. Đây, các cái lá đây được đúng làm theo lề lối cổ nhá, chứ không phải là đục, không cứ là kênh bong bay bóc nhá, mới là đắt tiền nhá, thưa quý vị, mới gọi là đẹp. Và đây là lá sen này, trên lá sen thì có một chú cá cuống. Đây, một con cá cuống đang nằm ở trên cái lá sen này, đục có thần thái không ạ? Và những bông hoa sen đây, những cái hoa cỏ này, đó, những bông hoa sen được đục cực kỳ đẳng cấp luôn. Và ra đây những cái thân cây sen. Cái tôi không thò tay vào nữa, không mà đến lúc là cái camera nó sẽ bị mờ đi. Và từ chú ruồi, đó, bộ trên cái bông sen này. Và đây là một chú bọ lướt. Đây ạ. Nó có đẹp ạ. Và sang bên này là hai chú co. Đó, quý vị phải xem thật chi tiết nhá. Xem thật lưu ý đây để xem nó đục đẹp không ạ. Và được đục thủ công bằng tay. Đó, chú co đấy ạ, tỉa các lông lá từ các cái lá, cái cánh này xếp với nhau. Và từ những cái mỏ đấy ạ. Đó, 3-4D luôn, đây tôi quay từ 3-4D luôn. Và vào phần chính giữa này là một lá sen thì có chú nhái này đậu trên lá sen, cùng với đó là những con nhện và một bông hoa sen chủ đây. Và cùng với đó là một đôi cò đang, một con đang cắp con cá đây ạ. Đó, nó quá đẹp luôn. Châu chấu này, rồi thì những cái búp sen, có những cái bông sen chưa nở. Và bên này thì là một bông sen nở rồi, cũng như là các cái lá cỏ con cá cuống này. Đây, tôi quay thật sát máy cho quý vị xem đây ạ. Cá cuống này, con ốc này, cùng với nó một chú cua là chui ra từ cái lá sen này. Không có một lời văn nào để tả cho cái tủ nó quá đẹp luôn, đỉnh cao. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ xuống phần bệ. Bệ đây thì được đục chân cong này. Và đây là chú rơi cắp chữ thọ. Đây, chú rơi đấy ạ, đục đẹp không ạ? Quý vị thấy là chú rơi đấy ạ, đục cực kỳ là thần thái nha, thưa quý vị. Đây, chú rơi đang cắp chữ thọ, để miệng cắp chữ thọ đấy ạ. Đó, tai, mặt, lưng và các đường cánh đấy ạ. Đó, chân gò thì quá là đỉnh cao luôn. Đây, chân đục cong rất đẹp luôn. Đó. Và đây, ba bề bốn bên đều như vậy luôn. Và đi chúng ta vào cái dạ. Phần bệ đây thì trên thì đục hạt bột, dưới này thì là đục xoay một đường động. Đó. Và gỗ thì đây, khỏi về bàn rồi, như gỗ chắc rồi, tôi không bàn đến gỗ nha, thưa quý vị. Nhưng chiếc tủ như này
Và đây nó như là một tờ giấy trắng, quý vị liên tưởng như một tờ giấy trắng, quý vị có thể là vẽ lên đây. Và người họa sĩ vẽ đây thì cái đùi gỗ nó cũng thế. Đây là một cái lên để đục lên đây nha, nhìn như là chắp dán vào nha quý vị. Đó, và đây là một cái đường diêm đây thì được vét rất là mỏng luôn, làm đúng theo lề lối cổ như thưa quý vị, cực đẹp luôn ạ. Và bên bên này có ba ô thì đây. Bên này thì đây là một đầm sen có những chú vịt đang tắm ở dưới hồ, và những cái bông sen, lá sen và những cái con châu chấu, những lá cỏ, những ngọn cỏ, những bông sen đấy ạ. Đó, có đẹp ạ. Và cái độ lền này thì lông chừng của độ 7 ly thôi quý vị, 7 ly nhá. Đúng mẫu cổ, không cần thiết phải kênh bong máy móc nhá. Đúng theo mẫu cổ thì đục cực kỳ là có hồn và thần thái luôn. Đó, quý vị nào mà thực sự chơi những hàng đỉnh cao thì sẽ nhận ra luôn. Và đây là ở giữa đây ạ. Ở giữa đây thì là cũng là cảnh một đầm sen có một con chú chim bói cá đang đứng ở trên. Đó, nó nhìn nó thì đơn giản thôi. Đó, mẫu cổ thì nhìn rất là đơn giản, nhưng mà nhìn nó càng có chiều sâu. Đó, và những bông hoa sen, lá sen, đây chú bói cá đấy ạ. Đó, được đục cực kỳ là đỉnh cao luôn. Đó, nghệ nhân. Đó, và tôi chỉ nói được những lời như vậy thôi. Không biết có lời văn nào để tả hết được cái vẻ đẹp của cái tủ này thì quý vị có thể đến trực tiếp. Và bên này thì là cũng là cảnh sen, nhưng mà có một chú tôm đang ở dưới lòng hồ. Đó, những cái bông hoa sen, lá sen, châu chấu đây. Và người thợ giỏi hay không, như quý vị phải thấy cái lên này. Cái lên này người thợ đục phẳng tắp luôn, không nồi lõm cong vênh gì cả đó, phẳng tắp nhá, phẳng tắp luôn. Đây coi như là dán lên. Đó, mà lét phải lông. Mẫu cổ là lét này đục này phải lông, không được kênh bong máy móc. Cũng như cái lèo kia cũng thế. Không cần phải lèo kép, quý vị phải hiểu là không cần phải lèo kép mới là đẳng cấp nhá quý vị. Đó, chơi bông chuẩn luôn. Và chơi bên này cũng tương tự như bên kia. Và đốc ngang đây, tôi quay cho quý vị xem là đốc ngang đây cũng được đục đây ạ. Những lá cỏ và chân sau đây. Đó, gỗ thì khỏi bàn thôi. Và đây chúng ta lên tiếp đốc. Đốc thì vần quá kinh khủng luôn. Đó, đây đốc đấy ạ. Và tiếp theo tôi lên đỉnh cho quý vị cùng xem. Đây đỉnh đấy ạ. Không nứt nẻ, cong vênh với mặt gì cả. Và hàng nguyên bản đến 99%. Vì sao tôi nói là hàng không đối thủ là ở chỗ đó. Đó, quý vị phải đến trực tiếp, do video thì nó sẽ giới hạn thôi. Đâm ra chúng tôi không thể nói hết được ở trên video này được. Quý vị có thể đến trực tiếp đơn vị của chúng tôi thì chúng tôi sẽ tư vấn kỹ hơn. Và đây là đốc bên này thì cũng tương tự như đốc ở bên kia. Đó, vân gần đẳng cấp luôn. Cùng với đó đây, hôm nay nó hơi ngược sáng nha đây. Đó, và chân bên này và cảnh sen bên này thì khác cảnh bên kia. Đấy, cái bên ngang bên kia là đục các cái lá cỏ, bên này thì là cảnh sen. Khác một chút. Và do thì cái thời tiết nó không ủng hộ, đâm ra là chúng tôi quay cái thời điểm này thì nó rất là khó nhìn. Nó sẽ bị bóng bị mờ. Cho nên quý vị hết sức thông cảm. Và đây là ô quý vị có thể để giam tre, để che thuốc trên này cũng như là trưng bày các cái đồ gốm sứ ở trong này. Đó, đây là gỗ quá đỉnh cao. Và đây là ô bên. Đấy, ô bên quý vị thấy là trong ngoài là chúng tôi hoàn thiện như nhau luôn, rất kỹ luôn ạ, và gỗ đẹp. Đó, trong ngoài lành lặn như nhau. Và đây là ngăn kéo đúng theo mẫu lề lối cổ đấy ạ. Đó. Và đây là mặt sau đấy ạ, đẹp không ạ? Và tiếp theo tôi sang bên này, lốt phần cuối cùng để cho quý vị xem lốt ở bên này. Đó, bên này thì cũng tương tự như bên kia. Đó, gỗ vần trong ngoài như nhau. Và bây giờ tôi sẽ có một chút biện pháp so sánh để cho quý vị xem, quý vị khỏi phải nhầm lẫn nhá. Đây là tôi cho quý vị xem, đây là lèo. Đây là cái lèo này, là cái lèo tủ của tủ nguyên bản. Và đây là một chiếc lèo được đục máy và được sửa lại thủ công bằng tay. Và nó sẽ khác nhau cái giá trị rất là nhiều nha quý vị, để cho quý vị đi mua tránh bị nhầm lẫn cũng như là bị tiền mất tật mang. Bán đồ nhận được đúng sản phẩm mà quý vị bỏ đồng tiền ra. Và đây ạ, đây là hàng đục máy sửa tay. Như một cái lèo này quý vị mua trên ngoài thị trường đục giống này là nó chỉ rơi vào tầm 5 đến 6 triệu một chiếc lèo này. Như chiếc lèo này thì nó phải rơi vào tầm 20 triệu gấp 4 lần tiền. Đó, để mà nói đúng chính chủ mà đúng hàng nguyên bản, như hàng đúng form nó nhá. Để cho quý vị không khỏi phải nhầm lẫn đây. Đây tôi so cho quý vị xem đây ạ. Đây là hai chú cò này. Với hai chú cò kia đục rất là thô luôn. Đó, nhưng mà nó cũng là thuộc dạng lèo đẹp rồi. Và chúng tôi có mặt nhiều mặt hàng để cho quý vị xem đây, hai chú nhái đây ạ. Đây. Hàng đúng lối cổ nó khác như đây. Các cái đường tỉa, các cái sống đá đây quý vị. Đó, em cầm nhanh cái. Đây quý vị xem này, đây như tôi cầm qua để cho quý vị cùng liên tưởng này. Đây người nghệ nhân hay không. Quý vị xem cái lá sen này nó không được dẻo bằng cái lá này. Đó, và dẻo nó phải đồng nghĩa vì đúng theo lề lối cổ nhá. Để quý vị hết sức không bị tiền mất tật mang để nhầm lẫn. Đây là hai chú cò bên này. Đây ạ, vì giá hai chú bên kia. Đó, hàng nhái nó khác nhá. Đó, và đây em ông ra. Đây là hàng nhái nó khác nhá, và hàng fake 1, fake 2, fake 3 và chúng tôi cũng có đầy đủ các mặt hàng để cho quý vị khỏi phải nhầm lẫn.
không, mà bây giờ trên thị trường có rất nhiều cơ sở đơn vị bắt chiếc mẫu cũng như là làm để cho quý vị có thể đánh lừa thị giác. Đó, và em đưa cái gót nhanh để cho quý vị hình dung cho nó dễ. Đây, và chúng tôi so lốt cái gót cho quý vị cùng xem, mà chúng tôi mặt hàng gì đơn vị của chúng tôi cũng có hết đây. Và đây ạ, đây tôi so cho quý vị xem luôn cái gót như này. Đây gót đây ạ, đây gót của nghệ nhân nhé, nó có bao nhiêu những cái gốc và nó có hồn hơn nhiều nhá, và lét đục nó khác. Và đây bên này thì là chỉ có một sợi này thôi, đó một cái sợi gốc này thôi, một sợi gốc đã làm một vấn đề, nhưng mà cái lét đúng nét cổ nhá, nó khác hoàn toàn nha quý vị. Đây quý vị xem, có thể xem, quý vị có thể hình dung là quý vị nhìn ngoài thiên nhiên thì nó như thế nào, thì những cái tác phẩm đẹp thì nó sẽ giống y như ngoài thiên nhiên thật đó. Và chúng tôi còn cung cấp loại đủ loại mặt hàng để cho quý vị khỏi phải nhầm lẫn. Ở đây cái gót bên này, video này chúng tôi sẽ nói hơi nhiều một chút để cho quý vị cùng xem đấy ạ. Gót bên kia nó dài đẹp cũng như là đục cảnh nó quá đỉnh cao luôn đó, quý vị thấy không ạ? Và tôi chỉ so qua như vậy thôi để cho quý vị dễ đánh giá và nhận xét để khỏi phải nhầm tiền. Và các nguyên liệu ốc này cũng thế, và chúng tôi là một trong những đơn vị cơ sở bán đồ thật, thật đúng chủng loại, đúng giá tiền, tiền nào nhận của đó. Và quý vị xem video của chúng tôi thì nhớ ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký và subscribe kênh Đố Cúc Bùi Tuấn để có thể liên tục cập nhật và theo dõi những cái sản phẩm mà chúng tôi đang lên hàng ngày, và hãy chia sẻ video với chúng tôi để cơ sở của chúng tôi ngày càng phát triển hơn, để lấy thêm động lực để đi sưu tầm và sản xuất làm ra những cái món đồ đỉnh cao để phục vụ tất cả các quý vị và quý khách hàng trên mọi miền tổ quốc. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi video clip của chúng tôi. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.